Thưa quý vị, ngày 14 tháng 4, đoàn công tác của Hội đồng nhân tỉnh Bến Tre do ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến giám sát việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại. Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại. Đoàn công tác đã đến giám sát thực tế vị trí đầu tư xây dựng khu công nghiệp Phú Thuận, nghe đại diện ban quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh và đại diện địa phương báo cáo về tiến độ thực hiện dự án và phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Theo đó, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận có diện tích sử dụng đất 48,2 ha, diện tích giải phóng mặt bằng 43,8 ha, tổng diện tích đất phải bồi thường 36,6 ha, đạt khoảng 83,6% diện tích, 123 trên 140 hộ, hiện tại có trên 10 trường hợp hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã đối thoại cùng các hộ dân về nhiều ý kiến xung quanh quy trình phối hợp thực hiện đền bù giải tỏa tái định cư giữa các đơn vị có liên quan, chi phí giải phóng mặt bằng và công tác bố trí nền tái định cư cho người dân. Phát biểu kết luận, ông Lê Giang Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, ghi nhận và cảm ơn các ý kiến của đại biểu, qua đó tổng hợp các ý kiến thành báo cáo cụ thể kiến nghị cấp có thẩm quyền. Đồng thời đoàn sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban dân tỉnh và các sở ngành để sớm đưa ra phương án giải quyết thỏa đáng tạo sự đồng thuận đảm bảo sinh kế cho người dân nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án